Người tu á là không thể nào mà thiếu phước được. Bởi vì khi mình thiếu phước á thì cái đường tu của mình nó rất nhiều những cái chông gai, khó mà thuận lợi được. Hay nói tóm lại, dù là người xuất gia hay người tại gia thì ai cũng cần có phước. Ví dụ như người tại gia mà không có phước thì sao? Gặp nhiều khó khăn. Thí dụ mình muốn tu mà gặp trở ngại, mình muốn tu, mình muốn làm việc này việc kia mà cứ bị nhiều cái chông gai, những cái chướng, thì cái đó cũng không thể đủ cái thuận được. Hay là thí dụ bây giờ mình muốn làm ăn, mà sao người ta làm ăn thấy tà tà mà người ta vẫn có ăn, còn mình làm, người ta làm chơi mà ăn thiệt, còn mình làm thiệt mà cũng không có ăn, đi chứ đừng có ăn chơi. À, tại sao? Cái đó nó cũng phải tùy vào cái phước của mỗi người. Và cái phước mà chúng ta đang hưởng hiện đời này đó gọi là phước hữu lậu. Phước mà mình đang hưởng là thí dụ như có quần áo mặc, có nhà cửa, có đầy đủ những cái phương tiện vật chất mà hiện tại chúng ta đang có. Phước đó gọi là phước hữu lậu. Phước hữu lậu là phước gì? Cái phước đó là có ngày nó hết. Cái phước đó là do mình phải tạo ra, nhưng mà nếu mình hưởng thì có ngày nó hết. Tức cái, hoặc là nói cái phước đang hiện hữu trên thế gian này. Còn phước vô lậu là phước gì? Phước vô lậu là do mình tu tập, do mình ẩn chứa cái hạnh đức ở bên trong. Ví dụ mình đi vô trong chùa mình làm công quả và người ta thấy rõ ràng mình có sắc rau nè, mình có rửa chén nè, đó cái đó là phước hữu lậu đó. À, nhưng mà có một người nào đó tới xăm soi mình, hay là nói móc nói mỏ mình mà mình nhịn được, mình không có để bụng những cái chuyện đó đó, cái đó là phước vô lậu. Vậy thì trong cái phước hữu lậu nó có cơ hội để mình tạo phước vô lậu. Bởi vì tại sao? Tại vì phước vô lậu là cái không phải là do bằng cái hình tướng mà có. Cái đó là gì? Vô. Vậy thì mình người tu á, nếu mà nói tôi không cần phước, tôi cần trí thôi, cũng giống như là mình ngồi mình vô chùa mình nghĩ là ôi đi vô chùa mình chỉ có học thôi, thì cái người đó mình được cái trí, mình được có cái hiểu biết, nhưng mà bù lại á, không có ăn. Tại sao? Tại hàng ngày mình đâu có tạo phước. Cho nên người tu á, bất cứ cơ hội nào mình tạo được cái phước là mình phải làm. Tại vì nếu mà mình thiếu phước rồi hả, minh sư cũng không được gặp, thiện hữu tri thức cũng không được gặp, đạo tràng tốt để mà tu tập cũng không được gặp. Cho nên đời này mình được cái phước á, mình kiểm lại. Thân người có được một phước rồi, làm người được làm người là một phước rồi, nhưng mà cái người này lành lặn thân căn hay không, sáu căn đầy đủ không, à có hai phước rồi. Được gặp Phật pháp không, có, nhưng mà gặp rồi mà có chịu nghe không. À, có nhiều người gặp nhưng mà không nghe. À, học có nhiều người người ta đi cầu pháp á, ta 10 tiếng lái xe, 20 tiếng lái xe. Chơi có nhiều người gặp Phật pháp là một phước, nhưng mà chịu nghe Phật pháp không lại lặng phước nữa. Đó, cũng giống như mình đi vô chùa mình đi vậy. Có nhiều người vô chùa nhưng mà đi vòng vòng kêu đạo vòng á. Đạo vòng là đi vòng vòng, tới hồi thầy giảng kiếm gốc cây ngồi ngủ kêu đạo gốc. Cũng cũng có đạo vậy, đạo tôi đạo Phật đạo gốc mà này gốc cây. Đạo vòng là đi vòng vòng không có chịu tu tập. Cho nên nhiều khi mình ở một cái nơi biên địa chiến tranh, hoặc là mình ở cái nơi hẻo lánh tăng không có tới. À, trường hợp đó cũng nằm ở trong cái thiếu phước. Hay là nhiều khi mình muốn tu, mình có phước, mình được gặp, được nghe, nhưng mình lại bị trở ngại, người này cản trở mình, người kia cản trở mình. Cho nên mình mới thấy á, không phải muốn tu là được. Hay là cuộc sống này hàng ngày, nhiều khi mình muốn yên thân, mình sống cuộc đời bình thường cũng không phải dễ ạ. Phải có phước mới được. Tại sao? Mình không có phước rồi, mình rớt cái chén cũng bị người ta la. Mình cầm cây chổi cũng bị người ta hấy. Nhưng mà chính cái lúc đó là mình cơ hội tạo được cái phước vô lậu. Tại vì đưa mình tới cái chỗ thành tựu lớn. Chứ tại sao các, thí dụ như Đức Phật đi,
Ngày đi tu hay là các vị Bồ Tát hay các bậc Thánh Tăng hay là các vị Hòa Thượng, đời này mình nghe sau đời tu các ngài nó thuận, tại vì các ngài nhiều đời huân tu cái phước vô lậu rồi, đúng không? Còn mình bây giờ á, mà mới vừa chừng chút xíu nào thôi là mình đã hất đổ rồi, có nhiều khi bưng nguyên chén từ từ vậy đó từ sáng giờ sợ đổ lắm mà tới hồi mà gặp chuyện gì mà thấy bất bình rồi là sẵn sàng trút đổ cái chén đó mà mình không hay không biết vậy. Và quý vị nhớ là người có phước thì mới thành tựu, mới trọn vẹn được tất cả, không có phước là không làm gì được hết. Thí dụ giờ này trời sao ta sướng quá, ta nằm đâu ngủ đó, cái trời chịu có phước ghê đó. Mình nói một cái ví dụ vậy thôi, hàng ngày mình gặp người nào mình ngủ, mình nằm hoài mình nghe bà đó, bà đợi đủ kiểu hết mà mình cũng không ngủ. Vậy thì khi mà mình thấy người ta ngủ ngon mình cũng nói trời bà này bà có phước ghê nha, ông này cũng có phước ghê, ông nằm xuống trong ngủ mà còn tôi nằm hoài tôi không ngủ đó. Rồi mình thấy người ta ăn mình cũng phát rầu nữa, tại sao thế, ta ăn thấy ngon lành mình ăn thấy nó mệt mỏi. Cho nên cái gì cũng mình, người đời gặp nhau ai mình thấy người ta có một cái gì mà nó thuận mà nó ngon lành nó dễ dàng thì mình nói là sao, có phước. Vậy thì đại chúng thấy phước là gì, là những điều kiện thuận lợi tốt lành mà chúng ta đang có. Vậy thì hiện đời này không phải chúng ta không có phước nha, có cái điều là chúng ta có nhận ra phước hay không, và chúng ta có chịu tiếp tục tạo phước nữa hay không để chúng ta tiếp tục hưởng nữa. Có phước không hưởng hết, tại vì hưởng hết thì sẽ nghèo cùng. Cho nên người xưa thường nói vậy đó, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ hết. À, hưởng mà thí dụ như mình ăn họ ăn ăn trái mít, à, gọt trái mít ra ăn ăn muối xong rồi sơ thì đem xào xả, hột rồi đem luộc thì xong rồi không có gì để ăn hết, không? Còn thí dụ bây giờ mình ăn hết nhưng mà cũng phải trừa vài hột mình trồng thì biết đâu chừng mình có được cây mít. Còn giờ ăn có cây mít là muối mít thì ăn đành rồi, sơ mít cũng xé nhỏ ra sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi xào xả ăn cơm, rồi hột mít đem luộc rồi thì không còn gì hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên thí dụ đời này mình gặp một cái duyên gì mình tạo được một chút phước thì mình nên làm. Mà đặc biệt là trong cái tinh thần kinh U Bà Tắc giới mà chúng ta đang học là nói về sự bố thí rất nhiều và chỉ dẫn cho chúng ta những phương pháp tu tập như thế nào để trong khi chúng ta bố thí là phước nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn có được cái vô lậu. Tại vì thí dụ như là mình cầm tiền mình cho người ta hay là mình đưa cho người ta ăn chén cơm là cái gì, phước đó, phước gì, phước hữu lậu. Nhưng mà người ta vừa cầm chén cơm người ta ăn nói trời sao cơm chị nấu không ngon vậy, là mình phừng phừng vừa lên rồi. Cái lúc mà người ta nói câu đó mà mình nói thôi chị bữa nay tại tôi hết đồ ăn rồi tôi còn có vậy thôi chị ăn đỡ đi, tức là thay vì mình trở mặt mình nói cái bà này cái ông này đã cho ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa, mình nổi giận lên là mình mất đi cái phước vô lậu. Mình nhờ người đó nhiều khi cho người mình, nhiều khi mình làm phước chưa chắc được cảm ơn nhiều khi mình giúp người ta chưa chắc được cảm ơn nha. Cho nên có một cái phải ghi lòng, coi thi ân như đôi dép bỏ. Đó là cái câu mà trong 10 điều tâm niệm nói đó. Thấy không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, nhớ không? Vì thì tham dục dễ sanh đó. À, bố thí giúp người đừng mong cầu báo. Tại vì mình có cầu báo đáp, nghĩa là thi ân mà có mưu đồ. Vậy thì cái câu kết luận của Phật, Đức Phật dạy coi thi ân như đôi dép bỏ, tức là những gì mình làm nói như vậy không có nghĩa là mình vừa đưa chén cơm ta nói cảm ơn nó khỏi, coi thi ân như đôi dép bỏ thì cái này không được nha, cái này là mất luôn cả hữu mà cả mất hết. Tức là cái câu đó Phật dặn gọi là tâm niệm là gì, tâm niệm là gì, là để trong lòng mình nhớ nghĩ. Tâm niệm là luôn luôn mình để trong lòng nhớ nghĩ để khi hữu sự á, mình đem cái câu đó ra.
để mình ứng xử, chứ không phải mình ta vừa nói dứt cho nó khỏi tôi coi thi ăn vừa đi dép bỏ. Nói sao chị nói tôi vậy, nó Phật dạy vậy đó. Cái này nguy hiểm ha. Cho nên mình vừa xong mình tạo cái phước, vừa xong cái mình nói ta một câu người ta nghe, người ta xoắn ốc rồi nhũng não. Nói theo bây giờ mấy cái từ mấy đứa nhỏ nó nói, nghe nói chuyện sao nhũng não. Cho nên là chúng làm cái gì bố thí thì bố thí thanh tịnh là vậy đó. Thanh tịnh nghĩa là trong khi chúng ta làm, chúng ta thấy đủ duyên chúng ta làm, không hề có một chút gọi là cầu cái gì hết, và cũng không hề có một chút nghĩ ngợi gì hết. Trong cuộc sống của mình cũng giống như mình có 10 đồng trong túi, đi trên đường nếu mình có cơ hội mình gặp cái người đó mà mình nghĩ là mình không có xài gì hết á, mình có khả năng giúp cho người này một đồng thì cứ móc ra mình giúp một đồng rồi xong là thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Vì sao? Vì chưa chắc mình có cái duyên đó, gặp lại được một người nào đó họ xin mình. Có nhiều khi mình đến cái lúc mà mình muốn cho cái mình lại có việc mình xài, hay là mình không còn tiền trong túi thì không có cơ hội. Cho nên thưa đại chúng là cái điều Pháp Hòa muốn thưa là cái phước nó quan trọng lắm. Người không có phước thì cái gì cũng không xong, dù là tu hay là mình sống ở đời cũng vậy. Cho cái đặc biệt trong Phật giáo chúng ta có cái chương trình gọi là chương trình công quả. Mình đóng góp công sức của mình trong mọi lĩnh vực. Mình đi hộ niệm người mất cũng là một cái công đức. Mà công đức đó đó, mình trước hết mình đến có mặt cho người sống nè. Người ta thấy sự có mặt đông đảo của mình tự nhiên ta ấm lòng. Rồi thứ hai nữa gì? Biết đâu chừng cái lời kinh tiếng kệ âm điệu của mình có thể làm thức tỉnh người ta trong cái giây phút đó cũng là một công đức. Rồi khi mà mình đến mình có mặt cho người mất, mà nếu người mất đó trong cái âm lặng đó, cái thầm lặng đó họ nghe được cái lời khai thị của mình, họ tỉnh ngộ cũng là cái phước. Cho nên đi hộ niệm cho người mất cũng có phước, đi thăm người bệnh cũng có phước, chở người đi chùa cũng có phước. Thì quý vị cứ nhớ là bất cứ lúc nào mình làm được việc gì, thậm chí mình thấy được cái điều tốt của người ta cũng là cái phước của mình. Sao nhiều khi người ta có cái tốt quá trời mà không thấy, mà cứ thấy cái tật của người ta không, thì cái đó cũng là cái mà điều chúng ta phải suy nghĩ lại, là chúng ta có cái sao, chúng ta có cái phước chúng ta nhìn người, mà không có cái phước nhìn cái tốt mà cứ toàn thấy cái xấu của người ta. Thật ra nhiều khi mình ráp lại mình thấy cái xấu không đó, cái đó cũng phải coi chừng lại mình, coi mình có cái phước gì. Người ta có quá trời cái tốt mà tại sao mình không thấy để mình học. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy những cái tật xấu của người ta, thấy để làm gì? Để rồi mình tự mình tu tập để mình có cái phước cho chính mình, hay thấy xấu của người ta mà để mình mất phước của mình, là mình nói đi, mình tuyên bố, mình nói đi, hay là mình chê trách đi, mình tuyên bày đi, những cái đó cũng không nên. Cho nên cái điều đó chúng ta tu tập là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta nhìn lại coi cái mình sử dụng cái phước hàng ngày của mình đó làm sao, sử dụng cái phước hàng ngày của mình sao. Ví dụ như có nhiều người đại chúng có cái cách này nè để đại chúng siêng năng được. Có nhiều khi mình làm cái mình suy nghĩ như vậy nè, trời, có nhiều người người ta ước ao, người ta thấy chữ người ta đọc, người ta thấy được Phật người ta lại. Có nhiều người bây giờ chân cẳng đau muốn lại Phật một lại cũng không được. Còn mình giờ mình còn cái phước mà sao mình không ra lại Phật. Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, cái tự nhiên cái sự tinh tấn của mình nó dõng bảnh lên liền. Đây là Pháp Hòa thực tập đó nha. Cái đó là Pháp Hòa thực tập á. Để họ cho hồi bữa chú Trung Chánh trên đường đi về Tây Thiên về, chú mới hỏi hồi thầy còn là Sa Di, thầy đã tạo cái chương trình cho thầy như thế nào trong cái mùa hè. Thầy qua mới kể là tự thầy, không ai nhắc biểu, không ai dạy dỗ, không ai làm gì hết. Tự thầy mùa hè là tự thầy lập ra một cái chương trình cho thầy. Sáng mấy giờ dậy và làm tất cả những công việc. Bây giờ công việc bếp núc, công việc này, công việc kia của tất cả các chú, các cô bây giờ là ngày xưa là của một người. Bây giờ công việc đó được chia, người này bắt điện thoại, người này nấu ăn vậy đó. Nhưng mà ngày xưa tất cả việc đó của Pháp Hòa làm.
công phu chiều, cúng ngọ, tụng kinh, thậm chí đám sám gì một mình làm hết, phải không? Thế còn bây giờ á, mình thấy mình được cái duyên trong chúng, mình được chúng che chở cho mình, bảo bọc, chia sẻ cho mình. Vì vậy cho nên á, cái tu tập á, là do mình biết suy nghĩ, rồi mình tinh tấn dũng mãnh. Nhiều giống như con lần hôm qua lại ngủ Bách Danh đó, mà lại cái mình bắt đầu mình hơi lười lười, cái mình suy nghĩ mình nói còn có 10 lại nữa mà sao không ráng, lỡ mình không có cơ hội mình lại nữa làm sao. Cái mình suy nghĩ cái vô thường như vậy, cái tự nhiên 10 cái lại cuối đó, mình thấy nó không có gì là trở ngại. Bây giờ quý vị nào mà làm biến lại, một ngày quý vị là 20 lại nổi không? À thì bây giờ thí dụ bây giờ 100 lại mình lại không nổi, mình chia ra một ngày lại 20 lại, lại 5 ngày thì cũng được 100. Nhưng mà nếu mình làm biến mình không lại, một lại cũng không làm, thì cả đời này phước đâu mà nó ra. Một sen mà không tích lũy thì làm gì có tới 1 đồng. Mà cứ đợi tới thôi, sen lượm chi, đợi 1 đồng hả lượm. Đời này không có 1 đồng đâu để. Mà nếu mà 1 đồng mà đợi tới phiên mình là coi chừng 1 đồng đó có vấn đề. Thường thường là 1 đồng là người ta lấy rồi, chỉ có 1 sen nó mới chừa thôi. Nhưng mà mình đừng có chừa cái sen đó, mình cứ ráng mình lượm cái sen đó đi. Cái sen đó gọi là tu bòn tu mót đó. Người ta đi lấy lúa đó, người ta lấy nguyên một bó, ta đập đập xong ta hốt, còn 3 cái hột lúa nó dính trên cái đầu mấy cái cọng cỏ cọng rơm, ta lấy làm gì, ta vớt đó. Mình nghèo, không có ai có lúa cho mình đó, tự đi lượm mấy cái lúa đó, mấy cái mót mấy cái đó, đó đập lại thì lượm được những cái hạt lúa mà nó nằm ở trên mỗi cái bó lúa đó. Mà đập chừng 100 bó thì thế nào cũng được lon. Nhưng mà nếu mình không đập thì không có một hột nào. Thành thử Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy cái sự tu tập của mình. Một lạy cũng được, 3 lạy cũng được. Mà bây giờ nếu một ngày mà mình không lạy được nhiều, dành ra cho mình 10 phút 20 lạy mà cứ lạy thông thả thôi, 20 lạy mà 5 ngày thì được 100. Thì người ta khỏe, người ta đi, người ta chạy. Còn mình không khỏe, mình đi bộ mà mệt mỏi nó thì lết. Mà lết thì cũng tới chứ. Thì tu là tu bòn, tu mót là vậy đó. Trời đất ơi, nước tương kho quẹt, ăn xong thấy ngon, tiếc quá, đổ công nguội vô trộn, trộn sạch sạch xanh cái chảo còn để dành lại ăn. Tại sao tu không tu được như vậy? Nhiều khi mình kho được một miếng nước tương kho gì ngon quá mà dính trên cái chảo thấy tiếc, xin miếng cơm, đổ vô đó trộn. Nghe là mót đến mức độ như vậy. Nhiều lúc Pháp Hòa lấy cơm ăn mà mình trộn kiểu vậy thì mình suy nghĩ, thức ăn thôi mà mình còn mót kiểu này thì huống chi phước, huống chi là sự tu hành. Đó, Pháp Hòa là hay suy nghĩ như vậy đó. Thấy không? Miếng cơm mình ăn mà mình còn tiếc, mình miếng nước tương thôi mà mình ăn ngon mà mình còn tiếc. Rồi thậm chí đến nhà người ta ăn gì ngon, thấy còn cho to go. Xin. Vậy mà tại sao trong sự tu hành của chúng ta lại lãng phí quá nhiều thứ? Quý vị thấy nhiều khi đi ăn, đi ra tiệm ăn gì chút xíu à, cũng to go. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, vật dụng của tam bảo chúng ta lãng phí. Ví dụ như uống nước, mình lấy chai nào mình uống cho hết, chứ tại sao mình lại nửa chừng mình bỏ. Và mình sợ mình hãy quên thì mình hãy viết tên mình lên, để rồi mình không phí. Cà phê nếu mình uống một gói không hết, mình kiếm người share với mình. Trong khi đó có những cái còn tốt mình phí. Mà đi ăn nhà hàng, đi cái gì chút xíu thôi còn to go. Đó, thì những lúc như vậy là những lúc chúng ta thiền quán tu tập. Quý vị thấy cái sự tu tập của Pháp Hòa nó ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Chứ không phải là mình đợi mình làm cái gì lớn đâu. Nhưng mà chính những cái đó, nó giúp cho mình thăng tiến, tinh tấn trên đường tu. Cho nên cứ nhớ vô thường, cứ quán niệm vô thường. Đó, bây giờ ví dụ cái người nào mà còn trẻ mà lười thì hãy nhìn thấy những bậc chú bác của mình bây giờ. Ví dụ như mình nhìn bây giờ trong hàng thượng tọa nè,
bên trái cũng có, bên phải cũng có, upstairs, downstairs gì, thượng tọa hết rồi, mà ngày xưa là đại đức không á. Ví dụ cô Trúc Kim mà cô Diệu Bửu hay quý vị đó, ngày xưa là cũng ngồi dưới đây với mình, nhưng mà giờ tu cao ắt hẳn lên sư cụ. Thì mình biết rằng bây giờ mình nhìn các vị, mình thấy rằng các vị mệt mỏi bệnh tật như vậy mà còn siêng năng chịu khó làm công quả, rồi góp phần của mình trong khả năng của mình và tu tập. Nhiều lúc đó, Pháp Hòa nhìn xuống hay là Pháp Hòa để ý, ví dụ như cô Trúc Kim á, cô ngồi chừng 5-10 phút cái cô mỏi, cái cô đứng, cô đứng rồi cái cô ngồi, nhưng mà không bỏ cái ngày tu, trừ trường hợp mà không còn một chút sức nào để lên tu tập thôi. Hay là cô Diệu Tường hay cô Diệu Bổ vậy, hay là bác Trúc Hiền vậy, 90 tuổi rồi mà sám hối là vẫn đứng lên lại xuống, rồi khi nào mỏi thì quỳ, quỳ hết mỏi thì lại đứng, thí dụ vậy. Thì cái gương của các vị đó là cái hình ảnh đẹp để chúng ta tu tập. Thì Đạo Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là đừng có bao giờ mình lãng phí đi hay là mình quên đi là mình đang có phước để tu tập. Mình đang có phước được còn sống còn ở trong thời gian mà nghe được Phật Pháp. Có những người muốn nghe một chữ nghe cũng không được, muốn đọc một câu cũng không được. Còn chúng ta thì quá nhiều những cái phước, nhưng mà chúng ta sử dụng cái phước hữu lậu, rồi chúng ta quên đi cái cơ hội chúng ta tìm được cái phước vô lậu. Bây giờ mình trở lại kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát tại gia. Hôm nay là kỳ 60 mấy? 64. Đúng rồi. Hôm nay là kỳ 64. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 314. Bây giờ mình đã sang phẩm thứ 20. Phẩm này có tên là Thanh Tịnh Tam Quy. Trang 314. Tam quy là gì? Tức là ba sự quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà khi chúng ta tam quy á, mà bằng cái sự chân thành hết lòng thì cái đó gọi là thanh tịnh. Ví dụ như mình là Phật tử á, xin quy y là bằng cái tâm chân thành của mình mong được quy y, chứ không phải là mình thấy người ta quy y có pháp danh cái mình xu hướng mình chạy theo. Rồi, mà cái người mà tu xu hướng á, là hướng nào nó cũng xu. Cho nên tu hoài nó không tới đâu hết, là tại vì hướng nào cũng theo, rốt cuộc là lạc hướng đó. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước kia đã dạy, có người đến xin trước phải dạy thọ tam quy y rồi sau mới bố thí. Vì nhân duyên gì mà tam quy y, thế nào là tam quy y? Và ông Thiện Sanh ông hỏi Phật, nên bạch Thế Tôn, trước kia Đức Phật có dạy rằng, nếu người có người nào đến xin cho thọ tam quy y á, thì mình phải cho họ quy y rồi sau bố thí. Vì nhân duyên gì mà phải quy y, và thế nào là quy y? Ông hỏi như vậy đó. Thì Phật nói, thiện nam tử, vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, vì nhân duyên ấy nên thọ tam quy. Tức là thiện nam tử, vì sao quy? Vì sao quy? Thứ nhất là vì phá tất cả sự khốn khổ. Tại sao gọi là phá tất cả khốn khổ mà đoạn trừ phiền não? Tại vì theo thế gian á, chữ quy là việc gì? Theo cái nghĩa quy nghĩa là quay về, chữ quy là quay về. Cho nên trong Tam Tam Thiên Tự đó, quý vị nhớ cuốn Tam Thiên Tự không? Thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng, thì trong này nó có một câu là quy về tẩu chạy.
Hồi xưa ai muốn học chữ Hán mà cho giỏi đó thì nhờ căn bản là cứ thuộc 3.000 chữ này là mình có căn bản chữ Hán. Thì cái kêu là thiên là trời, địa là đất, thì cứ 3.000 chữ vậy đó. Cho nên đọc là thiên trời địa đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng. Thì trong này có một câu là quy về tẩu chạy. Quy là quay về, còn tẩu là chạy. Quy về tẩu chạy thì quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Xưa nay chúng ta nương tựa ai? Nương tựa gia đình, nương tựa cha mẹ, bà con, quyến thuộc. Nhưng mà cái nương tựa thế gian không có chắc. Tại sao? Khi người ta thương người ta cho dựa, lúc mà người ta hết thương thì người ta rút. Thí dụ giờ mình đang dựa vai người ta, mình ngủ cái người ta ngỏi vai quá, ta rút ta thì mình té. Cho nên người đời mình nương tựa gia đình không bảo đảm. Chỉ có nương tựa tam bảo thì mới bảo đảm. Là vì sao? Vì tam bảo có một cái oai thần gọi là bất cải. Bất cải là gì? Không thay đổi. Còn thế gian mình là thay đổi à. Ví dụ như bữa nay người ta thương mình, người ta còn giúp. Nhưng mà hôm nào người ta không thích mình nữa, ta đổi ý. Đổi ý nghĩa là cải đó. Còn Phật Pháp là không có cải. Ví dụ như giờ mình có quên Phật Pháp, mình có quên Phật, Phật cũng bình thường. Rồi mai mốt mình khổ, mình buồn, mình chạy tới, Phật vẫn cứu. Còn người thế gian khác. Người thế gian là một là mình quên người ta, rồi người ta giận mình là lần sau mình nhờ nữa người ta không giúp. Hai là người ta giận mình, người ta thay đổi ý kiến, người ta không giúp nữa. Cho nên thế gian là còn có thay đổi. Nhưng mà đối với tam bảo Phật Pháp là không. Ví dụ ngày xưa mình do cái gì đó mình phỉ báng mình nói, nhưng mà sau đó mình hiểu, mình thấy được cái điều đó, mình trở về, Phật Pháp vẫn để tâm đó cho mình, không bao giờ thay đổi với chính mình. Thì vậy thì thế gian là bất cải, thế gian là người ta có cái thay đổi, nhưng mà tam bảo Phật Pháp thì không. Cho nên người Phật tử cần quy y là vậy đó. Tại sao? Tại vì mình nương tựa thế gian chỉ là ở cái mặt vật chất cuộc sống thôi. Ví dụ như giờ hai vợ chồng nương tựa nhau, tại vì một người đi làm không đủ income mua cái nhà ở, rồi join cái account, vợ cũng có đi làm, chồng cũng có đi làm, cho nhà băng họ thấy được hai cái income đi làm thì họ mới cho mượn tiền mua cái nhà. Mà bây giờ nếu như trường hợp một người nghiệp thì cái mortgage nó không có đủ. Nói chung là trong cuộc sống phải nương. Tại vì không, thí dụ còn ngược lại, sau khi mua nhà rồi, ổng nói tôi giờ tôi lo bill nha, lo bill nhà điện nước nha, bà lo ăn nha. Đi chợ đi, tiền lương của bà đi làm ra là bà lo tiền ăn tiền ấy, còn tôi lo mấy cái bill lớn. Có nghĩa là mình nương nhau đó. Tại không có người này thì cuộc sống mình nó hụt hẫng, nó thiếu thốn. Vì vậy cho nên cái đó là một hình thức quy y đó. Nhưng mà đối với tam bảo chúng ta nương tựa là ở mặt tinh thần, nương tựa tinh thần để khi chúng ta khổ buồn chúng ta có cái nơi nương tựa. Có nhiều Phật tử bây giờ người ta nương tựa, dù người ta buồn quá mỗi ngày người ta muốn giải khổ thì ta nương tựa gì? Nương tựa YouTube. Người ta mở băng giảng lên người ta nghe, mà người ta nghe thì người ta hết khổ. Thì trong lúc mà người ta đang khổ vậy thì ta nương tựa giáo pháp, nương tựa giáo pháp, rồi người ta nương tựa vào người thầy, người ta nương tựa vào đoàn thể. Ví dụ như những lúc mình buồn, gia đình mình có chuyện đi, thấy không, mình đi về chùa cái tự nhiên huynh đệ chị em mỗi người an ủi mình chút, người này phụ mình chút, người kia giúp mình chút, thì tự nhiên mình thấy cái tinh thần của cộng đồng của tăng. Cho nên tăng là gì? Là một đoàn thể sống theo lời Phật mà trong đó có sự nâng đỡ mọi cái duyên. Cho nên có một thầy sống chung với tăng mà không biết chăm sóc đó. Không có chăm sóc những thầy khác, cho nên khi thầy bệnh đâu ai ngó đâu. Rồi Phật mới hỏi vậy chứ tại sao thầy ở chung phòng mà không ai lo cho thầy? Rồi thường ngày thầy có lo cho người ta không? Nói dạ không, bình thường các vị bệnh con cũng bỏ mặc. Thì Phật mới nói vậy thì đây nè, cái nhân vậy thì đây là cái quả nè, thầy thấy không?
Cho nên chính ngay lúc đó Phật mới đi rửa ráy, tắm rửa cho vị thầy đó, rồi Phật mới dạy cái nhân quả, và Phật mới dạy thêm cái cách sống trong cộng đồng, trong một cái đoàn thể. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ. Khốn khổ là gì? Tức là những khi mà mình khốn đốn, hoạn nạn và khổ đau. Có nhiều khi mình có một chút đó thôi, mà mình có người thì nó đỡ lắm. Thôi bây giờ mình nói, có nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi làm việc mà có hai người nó hay lắm, lỡ mình trật chân mình té, có người thứ hai cho biết. Như vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Toronto tuần rồi, đi hướng dẫn khóa tu bên đó, thì đi thăm một chị Phật tử, chị lớn hơn Pháp Hòa 2 tuổi. Thì một buổi sáng nọ chị ở nhà chị té, không ai hay. Chiều 7 giờ tối chồng đi làm về mới phát giác ra là chị đã té. Thì lúc đó máu nó đã tràn vô trong não rồi, tràn đầy não. Và đem vô khi bữa đó Pháp, người chị của chị nữa, lên trên cái ngày tu mà đứng khóc chờ Pháp Hòa nguyên ngày từ sáng tới tối để được mời thầy đến thăm em con và cho em con một cái lời cầu nguyện. Và khi đến đó là chị đã nằm hôn mê bất biết vậy là 2 tuần rồi, vì té không có ai biết. Ví dụ như té mà có người hay đi thì có thể nó đỡ đần được một chút. Vì vậy cho nên đó, trong nhà Phật chúng ta có một danh từ sau này sư ông Làng Mai hay dùng là gì? Đệ nhị thân. Đệ nhị thân là gì? Tức là mình làm cái gì phải có người thứ hai đi chung với mình. Hồi đó các chú còn nhỏ đó, hồi cái thời gian Pháp Hòa nhận 10 mấy chú hồi còn nhỏ đó, là tất cả các chú mỗi ngày dùng internet, không bao giờ được xài internet một mình. Lúc nào Pháp Hòa cũng lên nói thưa thầy con cần internet, có ai ngồi với con không? Phải kiếm một người ngồi chung để chi? Để nó dòm ngó nhau, để chắc chắn rằng người này lên internet học bài chứ không phải chơi game, chứ không phải có cơ hội để đi vào những cái trang mạng không lành mạnh. Vì vậy cho nên đi vào internet là phải có 2 người để giám hộ cho nhau. Cái chữ đệ nhị thân là vậy đó. Cho đi chợ đi 2 người. Đi 2 người để chi? Lỡ có chuyện gì còn bảo hộ cho nhau được. Và cái hình ảnh Ngạ Nan đi vào thôn xóm một mình đó, rồi xin nước cái cô thiếu nữ đó uống đó, thì ở cái hình ảnh Ngạ Nan mà bị nạn do đi một mình là cũng nói lên cái tinh thần là vì chúng ta đi đâu mà chúng ta đi một mình thì khi gặp nạn không có người trợ giúp. Thì vậy cho nên mình sống á, là mình phải có đoàn thể. Tại vì mình không có người tu chung á, là sự giải đãi của mình nó tăng tiến nhanh chóng. Tại sao? Không ai nhắc nhở mình ngồi dậy tụng kinh hết. Một mình mà, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thức giờ nào thức, thì sự tinh tấn nó rất hiếm chứ không phải là khó. Cho nên người ở một mình mà tinh tấn được đó, là phải nói cái người đó là phải có một cái bề dày công phu tu tập đó, chứ không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì xưa nay có câu gì? Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu mà con cọp mà nó rời cái rừng thì chính con cọp nó sẽ chết. Còn nếu người tu mà rời khỏi cái tăng thân của mình, cái đoàn thể của mình, thì sự tu hành của mình sẽ thất bại. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Hồi đó còn nhớ năm Pháp Hòa 10 mấy tuổi, Pháp Hòa có dịch 2 câu đó: cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Pháp Hòa lấy 2 câu đó và dịch thành 4 câu thơ. Mà hồi đó Hòa mới khoảng 16, 17 tuổi thôi. Cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Tại vì cái sự nhắc nhở, khuyến khích, tinh tấn không có. Và hơn nữa đó, mình sống chung với chúng, với có cái người, ví dụ giờ sống chung 2 người thôi, thế nào cũng có lục đục. Và chính cái lục đục đó, nó giúp cho mình một phần nào trong sự nhẫn nhục. Còn nếu không ai đụng chạm gì mình thì mình đâu có biết cái sức nhẫn của mình nó tới đâu. Chứ phải có người nào đó chạm chạm mình, rờ rờ mình, khều khều mình, móc móc mình, quẹt quẹt mình, thì để cho mình có cơ hội mình chỉnh đốn.
Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Vui tịch diệt là vui sao? Chữ tịch là vắng lặng, chữ diệt là sạch hết những cái bợn, những cái phiền. Mà thưa đại chúng, hai chữ tịch diệt là được dịch của chữ niết bàn. Niết bàn còn có một cái tên khác gọi là tịch diệt. Thí dụ như mình, nếu mình chúc nhau một cách gọi là rất là Phật pháp đó, chúc anh chị một năm mới luôn luôn tịch diệt, tức là vắng lặng và diệt trừ mọi khổ đau phiền não. Hay là mình nói niết bàn, chúc anh chị quanh năm có đó, mình chúc theo Phật pháp đó, mình chúc gọi là sáng ngời những cái câu chúc trong Phật pháp mà không có dính dáng theo cái phàm tình của thế gian. Chúc anh chị năm mới mua mai bán đắt, làm ăn phát tài rồi vậy đó. Nhiều khi tao có làm gì đâu mà mua mai với bán đắt phát tài. Có nhiều khi vừa chúc xong bị tao phán liền, tôi có buôn bán gì đâu phát tài. Còn chúc theo thế gian thì chúc theo Phật pháp tịch diệt là gì? Anh có buôn bán mà lỡ anh có thua lỗ, anh cũng tịch diệt niết bàn. Mà anh có nghĩa là phát triển tốt, anh cũng niết bàn. Là tại sao? Anh nhớ cái vui mà đại thắng là cái vui ở bên này nè, còn cái vui tịch diệt là giữ bình lặng. Làm nhiều tiền cũng vậy, làm ít tiền cũng vậy. Cái quan trọng anh quán chiếu được rằng nhiều hay ít cũng ngày hai bữa cơm. Đâu có ai nói trời tôi bán đắt qua bữa nay tôi phải ăn tới 6 bữa đâu. Nhiều khi đắt quá không có bữa nào nữa đó. Ế ế vậy mà còn được 3 bữa. Cuộc đời là nó vậy. Cho nên nhiều khi mình slow down mà mình được 3 bữa, mà mình bận rộn quá thì là chẳng có bữa nào. Vậy thì cái tịch diệt đó là gì? Là cái sự vui vắng lặng. Vắng lặng. Cho nên đó, thường các vị nào mà tịch rồi mất rồi đó, ta để trước cái cửa của cái linh đường 4 chữ. Tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng hoàn toàn là niềm vui. Chữ vi lạc là làm niềm vui. Lấy cái sự tịch diệt đó, sự vắng lặng đó làm niềm vui. Ta nói lên cái sự trở về yên tĩnh. Ví dụ như giờ mình nằm ngủ, chưa chết nha, nằm ngủ, nhưng mà lỡ mà mình nghẹt mũi quá cái khổ, sổ mũi cũng khổ, ho hen cũng khổ. Mặc dù muốn nằm nghỉ nhưng mà kia đâu cho mình nghỉ, bệnh tật nó cứ hoành hành, nó bức bách. Nhưng bây giờ chết đi nằm im đó, nó có nghẹt nó gì, thậm chí người ta có sốc, người ta có làm gì nó tịch diệt. Đó, mình nói ví dụ. Cho nên đó, sự vắng lặng hoàn toàn, lấy cái vắng lặng hoàn toàn làm niềm vui. Chứ ai mà boring mà chán ở chùa mình buồn quá là phải phá quà nó, giờ không biết làm gì nữa giờ. Cho nên ở trên Tây Thiên mà một mình vừa tụng kinh vừa làm việc, nghĩa là không có một chút gì gọi là chán, sao không có ai hết trơn, rồi cứ chạc phone nói hoài đó ha, người đó chưa có tịch diệt đó. Tịch diệt là ở một mình vẫn thấy vui, mà khi đông người không có khổ, không có đâu trời tôi nhức đầu quá, tôi chán, tôi sợ mấy cảnh, không có. Cái người mà bình an được rồi, người có tịch diệt rồi á, đông hay là ít đối với họ không có gì quan trọng. Chẳng qua ta thấy à, cái đông là cái nhất thời thôi, lâu chùa mà lâu lâu vậy. Còn cái bình thường của mình là sự vắng lặng. Cái người mà người ta sống được với tịch diệt á, là người ta không có bị phiền não bởi đông hay là ít. Số đông vẫn bình thường à, rồi mà người ta cũng không có phiền não khi phải có nhiều việc hay là không có việc làm. Người sống như vậy là tịch diệt. Hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Không có gì hơn cái sự tịch diệt hết á. Cho nên tịch diệt vi lạc. Vì nhân duyên gì đến thọ tam quy? Như ông đã nói, như ông đã hỏi, thế nào là tam quy? Nghĩa là Phật Pháp Tăng. Phật giải thích đó, tam quy là Phật Pháp Tăng. Giờ nói tiếp, Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Nghe Phật giải thích Phật nha. Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Pháp tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát.
Tăng là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não, được chân chánh giải thoát. Đó là định nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Phật là người nói được cái nguyên nhân phá phiền não. Ví dụ như Phật chỉ cho mình cái khổ, Phật nói được nguyên nhân cái gốc khổ và làm sao để chúng ta hết khổ. Giống như vừa rồi đi Cali, có một vị Pháp Hòa nghĩ đây chắc cũng bà cụ viết cho Hòa một câu hỏi: con nghĩ con tu hành cũng khá lắm đó, tâm từ bi con cũng khá, trí tuệ con cũng khá đó, mà giờ con đang có một chút phiền não là con gái của con vợ lấy chồng mà khổ nổi chồng này không phải là người Việt mà lại một chủng tộc khác. Pháp Hòa đọc xong câu hỏi mới nói: mới vừa quảng cáo mình ở trên có lòng từ bi, có trí tuệ mà giờ vướng chút. Nghĩa là tu hành mình cũng khá không? Cho nên mình mới thấy là có nhiều khi cái nguyên nhân đó là gì? Đó là mình chấp. Mình chấp đó là tại sao con mình là người Việt lại lấy người Mỹ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, nếu người Mỹ mà họ ngồi mà họ sẽ buồn con, họ nói lại sao con Mỹ mà con không lấy Mỹ con đi lấy chi ngoài chủng tộc. Nếu muốn chấp trước với nhau, kỳ thị nhau thì không phải đợi tới mình đâu, người khác kỳ thị mình cũng được. Đất này đất của người da trắng mà tại sao cho da vàng, phải không? Nếu mà mình mà khổ, Pháp Hòa có nói mà mình là có một cái khổ là mình là ngoại quốc mà không chịu, mà cứ kêu người ta ngoại quốc không à. Đi đâu cũng nói trời bữa nay tôi gặp anh ngoại quốc, nghĩ mình là ngoại gì. Nếu mà nói ngoại quốc là phải họ nói mình chứ không phải mình nói họ. Xứ này xứ người ta mà, mình mới là người ngoại quốc mà mình không nhận. Mình cứ gặp Mỹ nói, có ngoại quốc đó tới kêu. Ngộ không? Rồi mình cứ thấy mình kỳ thị da màu, nhưng mà mình cũng da gì? Mình cũng da vàng. Thí dụ như mình nói, đừng tới gần thằng da đỏ kìa. Và da đỏ nó nghe mình da vàng đâu đúng không? Thí dụ vậy. Cho nên đã là da thì phải có màu. Màu trắng, màu vàng, màu gì cũng vậy. Cho nên chính cái gốc chúng ta không thấy mà chúng ta vướng vào một cái mà gọi là cái chấp. Mà cái gốc khổ là chúng không được á, tất cả chỉ là những cái bóng dáng gọi là bên ngoài thôi. Đó, bây giờ mình kỳ thị màu da nè. Rồi thôi bây giờ đừng nói chi kỳ thị màu da vậy, nội người Việt với nhau thôi mà còn kỳ thị ba miền. Người Bắc, người Trung, người Nam. Thì bây giờ quý vị thấy không, mình sống mà không thông đó ha, là biết bao nhiêu sự chấp trước nó vướng bận trong tâm ta mỗi ngày. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta không quy y Phật thì chúng ta đâu có biết được Phật chỉ cho mình cái gì để mình tu. Cho mình nương tựa vào Phật, để Phật là cái người nói được nguyên nhân rồi phá cái phiền não, để mình có được cái giải thoát chân chánh. Ở đây tại sao không nói giải thoát bình thường mà giải thoát chân chánh? Tại vì nhiều khi mình chỉ bằng mặt mà mình không bằng lòng, mà bằng mặt mà không bằng lòng thì chưa phải gọi là chân chánh giải thoát. Cái này nó chỉ là hình tướng thôi. Ví dụ như giờ hai người đó không thuận với nhau mà có mặt thầy cái: chị ăn này đi, chị dễ thương quá à. Đó, có mặt thầy á. Nhưng mà không có mặt thầy là bà biết tôi. Ví dụ vậy thì cái này là chưa phải chân chánh giải thoát. Mình chỉ đóng kịch giả bộ giải thoát mà thật sự chưa sự giải thoát. Cho nên giải thoát chân chánh là từ ở trong tâm của mình. Mà cái đó chính là cái sự tu tập của mình. Pháp tức là phương pháp. Quý vị nhớ là Phật là người, là cái người chỉ khổ cho mình. Còn pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình hết khổ. Đây, phương pháp phá hoại nguyên nhân của phiền não. Tại sao anh khổ? Chỉ một câu thôi, anh chấp. Thưa đại chúng, mà con người mà còn chấp là còn khổ. Mà hãy chấp lớn là khổ lớn, mà chấp nhỏ là khổ nhỏ. Ví dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chấp nói, Tôi lên giảng, bữa nay biết tôi giảng mà không cắm bông. Biết tôi giảng mà không làm cái này, tôi là cái này, tôi là cái kia. Rồi thậm chí mình chấp tuổi tác nữa. Tôi lớn hơn, tại sao lại nói với tôi như vậy?
Thật sự ra dĩ nhiên trên cái cuộc sống, cái người nhỏ phải giữ lễ, mình nhỏ mình phải giữ lễ với người lớn. Đó là cái người nhỏ phải làm. Nhưng mà nếu mà mình sống mà luôn luôn mình chấp vào cái địa vị, cái tuổi tác của mình, cái đôi lúc mình cũng khổ. Tại vì có những lúc mình phải du di cái đó, và mình thấy rằng có những lúc tuổi tác nó không có quan trọng nữa, mà ở cái chỗ cái tình. Cho nên cuộc sống á, dĩ nhiên trên nguyên tắc là đó, là 1, 2, 3, 4 vậy đó. Nhưng mà hễ mình chấp cứ khăng khăng như vậy thì mình là cái người khổ. Còn có đôi lúc mình đơn giản. Cho nên cuộc sống không phải là, thật sự cuộc sống nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng. Là tại vì chúng ta cứ học được cái này thì chúng ta chấp cái này, mà chúng ta không mở được cái khác. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Khi mình học được tất cả các pháp là không, thì mình lại bị gì? Mình bị vướng vào cái không, nhịn gì cũng không đó. Thì lại đây, xả được cái hữu, cái tự nhiên vướng vào cái không, cũng khổ giống nhau. Cho nên pháp là phương pháp hóa phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Người tu nhiều khi tu mà chưa thông, chưa giải thoát, bắt đầu chấp vào cái tuổi đạo. Thấy cái người kia ngồi trên mình cái hỏi, tôi nhớ nó mới thọ giới đây mà thọ sao tôi mới trồi lên trên nó ngồi. Thí dụ vậy đó. Có nhiều khi mình tu mà mình trên nguyên tắc là người thọ giới trước phải ngồi trước, đúng rồi. Nhưng mà giờ ví dụ lỡ mà cái đứa nhỏ đó nó trồi lên, tại nó cũng bị ham đó, nó ham ngồi trên đó. Mà thiệt sự ra ngồi càng trên thì lên càng dễ, chứ có gì đâu lo. Cho nên Pháp Hòa không thích lên trển. Mình cứ thục ra làm sao. Ngồi càng trên là lên trên càng dễ, thì mắc cái chi mà mình lên đó. Cho nên với anh em vẫn là người mới tu thì nó khỏe không? Tăng là gì? Là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não. Tăng là cái người nắm giữ, là cái người, người ta thường nói tăng là gìn giữ cái giềng mối Phật Pháp. Là tại vì nếu mà nó còn được cái sự ngăn nắp hay không là do mình. Ví dụ như trong chùa này nè, mình nói ví dụ như trong chùa này nè, mỗi ngày thời khóa là tụng niệm như vậy, như vậy, như vậy, mà tất cả các vị tăng sĩ trong cái chùa này không có giữ cái đó. À, thích bữa nào thích tụng kinh thì lên 6 giờ, không thích thì ngủ tới 8. Rồi ở giờ ăn sáng vô trùm mền ngủ, hỏi sao vậy? Thôi tụng được rồi, khỏi ăn. Rồi cái bưng ra để đó, ai muốn ăn, ăn. Bữa vui thì xuống nấu, bữa buồn không nấu. Thì như vậy thì làm sao người ta vô đây người ta thấy có cái gì mà, cái chương trình gì người ta theo. Bây giờ người ta lỡ vô đây người ta ở một tuần mà người ta cũng không biết thân phận người ta làm sao nữa. Sáng nay có được ăn không? Rồi cái dặn người ta 6 giờ tụng kinh, 5 rưỡi ta lên ta ngồi, ngồi chờ hoài sao không thấy chuông, chuông đổ gì chứ. Rồi đi xuống đi một vòng ở dưới nghe mỏ đang gõ. Thì người ta làm sao người ta hiểu được cái mình có chương trình gì. Đó, mình nói một cái ví dụ như vậy thôi. Cái mà quan trọng là vậy nè. Cái vị tu sĩ nào mà mới tới chùa, ta nhập chúng đó, ở từ 2 ngày trở lên đó, là một trong những vị tăng đó, phải có cái trách nhiệm giới thiệu chương trình. Nói bạch thầy, ở chùa con đó, là mỗi ngày đó, hoặc là dẫn người ta tới chỉ chương trình. Dạ, nhà chùa con là sáng là 5 giờ rưỡi thức nè, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi tụng kinh, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi sám hối. Mình nói chương trình cho ta nghe để ta biết thân người ta, ta thấy ta theo được thì ta ở. ta theo không được thì ta nói tôi bận. Hay là người ta biết được cái chương trình để người ta còn ngủ mà thập thòm thập thẻm, mình ta không biết, trời ơi tôi lỡ mà tôi ngủ trễ, tôi nói ông này tôi bê bối, chùa ta tụng kinh mà không lên. Chứ mình phải cho người ta biết cái chương trình. Cho một cái người mà cái người trong chùa là phải làm những cái việc giới thiệu chương trình cho những vị xuất gia, hoặc là một Phật tử người ta tới đây người ta ở 2 ngày trở lên, mình phải cho người ta biết à, chùa chương trình như vậy đó.
Rồi mỗi ngày tới giờ cơm quý cô xuống nấu giờ đó đó, đạo hữu có rảnh thì xuống phụ quý cô. Mình nói cho người ta biết, mình để cho người ta biết chuyện gì mình ta tham gia. Ví dụ ta không biết gì hết, ta đi tới ta lui không thấy gì hết, cái ta vô phòng, vô phòng ta nằm cái lát nó thiêu 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 cái ta ngủ. À, ôm gói ngủ một giấc tới 11 giờ cái bắt đầu mình quánh giá rồi đó. cho nên á, tăng là người bẩm thọ giáo pháp, tức là mình giữ cái đó. Bây giờ nói trên cái phương diện giáo pháp là mình giữ giáo pháp để mình làm gì? Là cội nguồn phá hoại phiền não. Tại vì cái bây giờ Phật có, pháp có mà không có tăng thì ai giữ và ai quảng cáo ơi giới thiệu. Cho nên tăng là người giữ cái đó, giới thiệu cái đó. Và Pháp Hòa ví dụ như là trong trong chùa vậy đó. Trong chùa vậy đó, mình phải có. Trong khóa tu cũng vậy. Mình là cái người ở chung phòng với những người đã, mình là người mà đi tu nhiều khóa và người kia mới tới thì mình nhắc nhở. À, nhớ chỗ này đi thế này, chỗ kia đi thế kia, ví dụ vậy. Hoặc có người nói rằng nếu như thế tức chỉ có một quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không có người phân biệt giảng nói. À, trong này nói tiếp. Ủa nếu mà như vậy thì có người nói rằng nếu mà như vậy á, nếu mà như lời giải thích ở trên á, thì chỉ có một quy mà không cần tam quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không người phân biệt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đức Phật có ra đời hay là Phật không ra đời thì thưa đại chúng, cái giáo lý vô thường nó đang có mặt trong cuộc sống này không? Có không? Có. Vô thường là sự biến đổi của cuộc đời, của tất cả mọi pháp. Đó. Phật có ra đời hay Phật không ra đời thì cái vô thường nó là một cái gì hiện hữu trong kiếp, trong cái thế giới, trong con người này. Nhưng mà không có ai nói cái đó cho mình nghe. Thì bây giờ ai nói? Phật. Bởi vì Phật là người không phải, quý vị nhớ là Phật không phải là người sáng chế, sáng tạo ra vô thường. Ví dụ nè, vô thường là gì? Già, bệnh, chết. Mình nói ba thứ căn bản nha. Bây giờ Phật có ra đời hay không ra đời thì con người vẫn già, bệnh, chết. Nhưng mà không có ai nhắc nhở cho mình biết cái đó đó nó chi phối con người. Rồi con người sống quên hẳn cái đó đi. Thì bây giờ Phật là người Như Lai xuất thế. Đây, cái câu nói tiếp đó. Như Lai xuất thế, Ngài mới phân biệt diễn nói. Thế nên phải riêng quy y Phật. Phật là người thấy rõ vô thường, Phật nói. Vô ngã. Hay là Phật thấy cái khổ, thí dụ như của sanh, của già, của bệnh, của chết, của cầu muốn không được, của thương yêu xa lìa, của thù ghét gặp gỡ, khổ triền miên khói lửa. Mình đâu có nhớ, đâu có biết gì đâu. Thì Phật là người chỉ cho mình. Này, cái này khổ nè. Mình không biết, Phật chỉ. Cho nên giáo lý vô thường. Và thưa bây giờ, Phật có ra đời hay Phật không ra đời, ở trên cuộc sống này có nhân quả không? Có. Nhưng mà mình không ai chỉ cho biết hết á. Thì Phật là người ngồi thiền và phát hiện ra cái lý nhân quả. Nhân là cái hạt giống, duyên là mọi cái điều kiện để làm cho hạt giống sinh ra, và nó có trái gọi là quả. Phật dạy nhân quả. Thì cũng như thế, mình đi học là nhân, nhưng mà nhờ được gặp thầy tốt, được gặp bạn lành, được vào môi trường tốt, duyên. Cho nên cuối cùng trở ra một con người học giỏi, uyên bác, có tài. Nhân là do mình thích học, nhưng mà cũng phải nhờ cái duyên. Mình thích học nhưng mà mình lại được cái duyên là mình sống trong một môi trường mà người ta luôn luôn cũng đi học. Chứ có nhiều người thích học
Nhưng mà sau gặp cái duyên là ở trong môi trường toàn là người cúp cua, không học. Mà bây giờ cái người này mà siêng học thì bị mấy người kia làm sao? Người ta chăm xăm soi, người ta nói móc, nói mó, hay là rủ rê, rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái nhân là một rồi. Và cũng may phước là chúng ta được cái duyên, chúng ta ở trong một môi trường tốt để chúng ta có sự tu tập, đi đến được cái kết quả. Ví dụ bây giờ cái nhân nè, là chúng ta thích nghe pháp. Và cái duyên là chúng ta ở một cái nơi mà có thích tổ chức Phật pháp. Cho nên cái quả là chúng ta được cái cơ hội là về chùa tu tập nghe pháp. Bây giờ cái nhân là chúng ta thích nghe Phật pháp, mà duyên là chúng ta rơi vào cái chỗ mà người ta không thích tổ chức Phật pháp. Người ta không có chịu khó tổ chức tu tập, cuối cùng mình không được hưởng gì hết. Đó, mình nói cái nhân quả như vậy. Thì cho dù Phật ra đời, không Phật ra đời, thì đó, nhân duyên quả nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà Phật là người có mặt ở đời này, và Phật là người phát minh ra được, tìm ra được cái đạo lý đó, Phật nói cho mình nghe. Cho nên câu này mới nói: Đức Như Lai ra không ra đời, chánh pháp vốn thường có, mà không người phân biệt giảng nói. Như Lai xuất thế, Ngài mới phân biệt diễn nói. Thế nên phải riêng quy y Phật. Đức Như Lai có xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp thường có mà không người lãnh thọ, chỉ các đệ tử Phật mới có thể lãnh thọ, thế nên phải riêng quy y Tăng. Bây giờ Phật ra đời, không Phật không ra đời, chánh pháp vẫn có đó. Nhưng mà ai là người lãnh thọ chánh pháp? Thì phải có một cái người đệ tử Phật, mà người đệ tử Phật thì gọi là Tăng. Cho nên chánh pháp thì có, nhưng mà không ai lãnh thọ. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Chính phủ Alberta có ngân quỹ cho những trung tâm nào mở trường Việt ngữ. Đó, cái phanh có. Nhưng mà không có người nào tổ chức trường Việt ngữ thì cái phanh đó mình không được nhận. Cái tiền cho đó không được nhận. Thì cũng như thế, chánh pháp có mà không có người nhận. Thì bây giờ chùa nào cũng có khả năng tổ chức truyền tam quy ngũ giới hết á. Ủa mà sao lễ Phật Đản năm nay không có ai, không có lễ truyền giới? Hỏi sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ, không ai đăng ký thì thì mình sẵn sàng truyền mà người ta không đăng ký thì sao được? Thì cũng như vậy. Tức là chánh pháp có, mà nếu không có người lãnh thọ thì làm sao biểu lộ được cái chánh pháp đó? Cho nên phải quy y Tăng. Nói tiếp: chánh đạo giải thoát gọi là pháp, trí độc giác không cần thầy dạy gọi là Phật. Có thể đúng như pháp thọ trì ấy là Tăng. Nếu không có tam quy, vì sao nói có bốn điều tinh không hoại? Quý vị biết bốn điều tinh không hoại không? Cái này, cái nguyên chữ Hán là tứ bất hoại tinh. Tứ bất hoại. Tứ bất hoại là gì? Là bốn điều mình tin không bao giờ bị hoại diệt, mãi mãi vững chãi như vậy. Một, tin Phật. Hai là tin Pháp. Ba là tin Tăng. Bốn là tin giới. Phật, Pháp, Tăng, giới. Tại sao rồi chúng ta tin Tam Bảo rồi giờ tin giới là gì? Bởi vì giới tức là cái ngăn che luật giới. Mà hãy nơi nào còn có sự luật giới là nơi đó còn có sự gọi là gì, ngăn nắp trật tự. Còn không có thì không còn một cái giềng mối gì để giữ nữa hết. Cho nên cái đó gọi là tứ bất hoại tính nha. Bốn điều tin mà không hoại diệt ở trong lòng người Phật tử, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới của Đức Phật rất là trong sáng, rất là bình đẳng, rất là dân chủ. Bình đẳng, dân chủ và rất uyển chuyển. Ví dụ như Phật dạy mình thọ năm giới. Cư sĩ tại gia thọ năm giới. Và mình thấy rằng rõ ràng năm cái giới này người nào giữ được là nhân cách có, đạo đức có. Không cần liên hệ tới đạo giáo gì hết. Bởi vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu không liên hệ đến đạo giáo gì cả. Nó liên hệ đến đời sống con người. Rồi qua tới thập thiện.
À, quý vị nghe là thập thiện rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là của thân. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Bốn giới của miệng. Bây giờ ba giới của ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Mười giới này có cái gì liên hệ đến đạo giáo không? Hay cũng là hoàn toàn xây dựng một con người lương thiện? Đó, thấy chứ? Vì vậy cho nên á, mình tin vào giới. Và tin giới là gì? Là giới có khả năng hướng dẫn mình đi xa trên cái đường cuộc sống của mình, tu tập của mình. Cho nên nói, nếu không quy, không có tam quy, vì sao nói có bốn điều không hoại? Nếu không có tam quy thì làm gì nói cái chuyện không hoại? Người tam quy y đầy đủ, hoặc đủ hoặc không đủ. Thế nào là đầy đủ? Nghĩa là quy y cả Phật Pháp Tăng. Phật Hòa nhớ có nhiều vị quy y hai bảo thôi, quy Phật quy Pháp thôi, không quy Tăng. Với lý do là Tăng đời nay tu hành không có nghiêm túc. Cho nên là hoặc là không, ông Tăng đóng nhỏ hơn con tôi nữa. tôi lựa mấy ông Tăng là mà lớn hơn tôi mới quy. Tại vì sao? Vì cái người đó nhìn Tăng ở cái hình thức gì? Tuổi tác. Và nhìn Tăng ở cái hình thức tuổi tác cũng như là cái tướng riêng của cái vị đó. Nhưng mà nhớ là mình quy Tăng không phải là quy y một vị đó, mà quy y đoàn thể Tăng. Bốn người trở lên là đã thành một đoàn thể rồi. Còn một vị thầy nào mà ra quy cho mình là đại diện thôi. Cho nên không có gì trở ngại trong việc quy hết. Rồi có nhiều người nghĩ như vậy đó. Nói thôi tôi nếu có quy y thì tôi quy Phật, quy Pháp. Tôi không quy Tăng. Tại vì tôi không tin tưởng Tăng. Rồi quý vị biết là ngày xưa có một ông vua đời nhà Đường đó, đã nói như vậy với Ngài Huyền Trang. Nói trẫm chỉ có tôn kính hai bảo thôi. Đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn Tăng trẫm không kính. Tại vì trẫm thấy các vị Tăng tu hành trẫm không thích. Thì nói như vậy xong thì Ngài Huyền Trang, Ngài trả lời sao đại chúng? Ngài mới nói: thưa Đại Vương, thưa Hoàng Thượng, cục đất sét á, nó không là gì hết á. Nhưng mà khi mà trời mưa, xin lỗi, trời hạn hán, Hoàng thượng muốn cầu mưa phải lấy cục đất sét nắn thành con rồng, đem con rồng ra cầu mưa. Con rồng không làm ra mưa, nhưng cầu muốn cầu mưa phải làm hình thức con rồng. Cục đất sét để yên, nhưng mà giờ đem nắn tượng Phật, mình lại cục đất sét đó. Cục đất sét đó làm ra tượng Phật. Tượng Phật không cho mình được phước, nhưng tượng Phật giúp cho mình sanh phước tự thân tâm. Bởi vì mình kính tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng đất, nhưng đập phá tượng Phật vẫn có tội. Thì tượng Phật không là gì, nhưng nếu mình chịu khó lại tượng Phật cũng có phước. Tượng Phật, nhớ là tượng Phật không ban được cái phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình sanh cái phước, là do cái tâm cung kính của mình. Trở lại nói tiếp, ông Tăng á, tuy ông không có cái gì để ông cho là Hoàng thượng, nhưng hình ảnh của ông giúp cho Hoàng thượng Tăng có cái phước kính cẩn. Ngài Huyền Trang nói như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nè, hôm rồi có một vị đó, có nhớ cách đây cũng cả chục năm rồi, trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, thì có một vị hỏi một câu hỏi, nói chánh điện chùa mình á, thờ làm cái vườn nai á, mỗi lần đảnh lễ không lẽ con lễ con nai sao? Con lại Phật thôi chứ, bắt con lại luôn con nai. Phong Hòa mới nói bây giờ ví dụ không để hình con nai, nếu mà nói là lại con nai không, cái lư hương là cái đồng đó nè, đó để vậy cũng lại rồi cứ chấp luôn đó, không lẽ tu lại cái cục đồng đó. Đó, nếu mà nói là con mình chấp con nay thì cái tượng Phật này cũng làm bằng nhựa mình mới làm mà.
do mình mà ra mà, rồi mình đem nó mình lại thôi. Và bây giờ nếu mà nó không lại con nai, cất con nai đi rồi cũng lại cục đồng là cái lư hương à, cũng lại cái chân đèn, cũng lại cái đèn cầy, cũng lại cái nhang. Thành ra nhất giả lễ kính chư Phật. Đây cái bàn này nè cũng phải kính nha. Tại vì sao? Tại vì lúc mình cần nó đây, sử dụng đây. Nhưng mà xong rồi phải đem cất. Đây lễ kính chư Phật, không phải con người. Cái bàn, cái ghế, tọa cụ, bồ đoàn, quyển kinh, quyển sách, cái áo, bất cứ cái gì cũng phải kính hết. Tại vì chính những cái đó giúp cho mình trong cuộc sống của mình. Còn nhị giả xưng tán Như Lai. Ủa Phật với Như Lai có gì mà hai câu nó khác nhau? Ở bên trên kia là lễ kính chư Phật, là người kia có xấu nhưng mà bản chất họ vẫn là một con người là phải kính. Nói cái đó trước đã. Còn cái chuyện á, cái câu thứ hai rất là hay. Nhị giả xưng tán Như Lai, anh có cái gì hay thì tôi mới xưng tán, còn nếu không thì tôi vẫn giữ mực với anh là cung kính thôi. Rất là hay. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao xưng tán rồi lễ kính? Ở cái phương diện bình thường ai tôi cũng kính hết. Tại vì tất cả mọi người, anh đã là một con người là tôi kính. Nhưng mà ở nơi anh có cái gì hay tôi học hỏi được thì tôi mới xưng tán. Còn nếu anh bình thường thì thôi, tôi chỉ cung kính thôi, tôi đâu có gì xưng tán. Rõ không? Như thế thì không có lý do gì mà nói tôi chỉ nhị quy thôi chứ không có tam quy. Người thiện là nghĩa là quy y Phật, Pháp, Tăng. Người không đủ ba quy y là Đức Như Lai. Ngài chỉ có quy y với giáo pháp. Tức là duy nhất có một người không đủ ba quy, đó là ai? Là Phật. Tại vì Ngài quy y gì? Ngài quy y với giáo pháp. Tại vì lúc Ngài còn là thái tử, Ngài đi tu, Ngài phải mượn một cái phương pháp nào đó để Ngài tu, để Ngài thành Phật. Như vậy theo nguyên tắc chúng ta nói Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì trong khi Phật chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Khi mà Ngài chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Vậy rõ ràng khi mà Ngài chưa thành Phật là đã có Pháp rồi, phải không? Nhưng mà Ngài mượn cái Pháp đó Ngài tu để Ngài thành Phật. Rồi bây giờ Ngài mới sàng lọc cái Pháp mà Ngài đã tu tập thành để hướng dẫn cho mình. Bây giờ cái Pháp mà mình đang thọ đây đó là Pháp đã được thanh lọc. Còn trước kia là Pháp tràn gian hết, Ngài nương tất cả các thứ để Ngài thành tựu rồi. Cuối cùng Ngài xác định lại cái này nên làm và cái kia không nên. Ví dụ như Ngài tu khổ hạnh có phải là một Pháp không? Phải. Nhưng mà cuối cùng Ngài quyết định sao? Khổ hạnh không phải là cách. Chứ khi bài Pháp đầu tiên Ngài nói liền, này các thầy, bài Pháp đầu tiên nha, quý vị mở lại cái kinh gọi là kinh chuyển Pháp Luân. Đó là bài kinh đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Này các thầy, có hai trường hợp cực đoan mà các thầy cần phải buông bỏ. Đó là quá sung túc đời sống vật chất, hay là quá hành thân ép xác. Tại vì hai cái đó không mang lại được cái lợi ích thiết thực. Thiện nam tử, những người được quy y đầy đủ như tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Ví dụ như các thầy tỳ kheo, trước khi thành tỳ kheo có quy y Tam Bảo không? Có. Vậy thì cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni, ai cũng là người thọ tam quy hết. Mà gần đây Pháp Hòa thấy nè, có nhiều vị mắc cười nha. Nói đại chúng chắp tay đọc theo ba sự quay về nương tựa. Phật tử chắp tay đọc hết với xuất gia ngồi ngó vậy nè. Pháp Hòa ngồi qua nó, ủa một xuất gia là không tam quy hả? Xuất gia hay là tại gia gì, Pháp tam quy là không ai được bỏ hết. Tất cả phải chắp tay lên đọc Pháp tam quy. Tại vì mình, cuộc đời của chúng ta không có tam quy thì chúng ta không có hướng. Cho nên người xuất gia, người tại gia gì cũng phải đọc tam quy hết. Con về nương tựa Phật, đọc đầy đủ rõ ràng. Chứ không phải là nói cái này của Phật tử. Ủa mình không phải Phật tử. Phật tử là danh từ chung. Thiện nam tử, như Phật, duyên giác và thinh văn đều khác. Thế nên Tam Bảo không được nói là một. Ví dụ, Ngài đưa ví dụ. Phật, duyên giác, thanh văn đều khác. Tại sao? Vì Phật là người toàn giác. Còn duyên giác là gì?
Duyên giác là người do tu tập cái giáo lý thập nhị nhân duyên, nghe thập giáo lý thập nhị nhân duyên và tu tập tới thập nhị nhân duyên, cho nên mới gọi là duyên giác. Còn thanh văn là gì? Là những người phải nghe giáo pháp tứ diệu đế để hiểu là sanh khổ, già bệnh chết khổ, rồi thấy được nguyên nhân của khổ, nghĩa là nghe tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế để thành tựu, gọi là thanh văn. Giống như bây giờ Phật tử nào mà khổ quá cái đi chùa nghe kinh nghe pháp rồi bắt đầu ồ, từ đó mới hiểu ra cái đó là thanh văn đó. Rồi thấy người bạn của tôi nè, giống như anh rể của anh Thanh Thiền, anh Long vậy đó, mới hôm bữa trước đây hai bữa còn khỏe mạnh bình thường, rồi đi ngủ xong rồi cái đứt mạch máu ở trên giường, rồi chở vào bệnh viện 2 ngày sau mất. Là ngày mai liệm nè, ngày mai làm lễ phát tài. Thì mình nghe cái đó đó. Rồi vị nào mà hôm rồi đi dự, đi thấy được hình ảnh con của Hạnh Tịnh ra trường, bé Út đó có chú đi dự đó. Thấy không? Thì mới đây gặp ổng cũng khỏe, bình thường, đâu có gì đâu. Nghe không? Đi ngủ vẫn còn khỏe mà. Rồi thì bị tai biến ở trên giường ngủ, rồi là đi luôn. Đó, ví dụ vậy. Giống như là Tịnh Vi đi chơi ở New York về rồi đi thử máu ngày chủ nhật đó, tấp vô chùa sáng nói bữa nay em đi thử máu, lát thử máu rồi em sáng giờ em không đi chùa được tại vì em đi thử máu, rồi tụng kinh chùa xong đi về, 5 giờ chiều bệnh viện và bảo phải đi vào trong bệnh viện gấp lập tức, rồi 5 giờ chiều ngày hôm đó vô bệnh viện cho tới ngày mất luôn. Thì mình thấy cái đó, mình nghe cái đó, trời ơi, cuộc đời vô thường quá. Thôi hôm qua giờ tôi giận quá trời người. Tháng này hình như tôi thấy riết ở trong chùa tôi ghét hết 99 người rồi. Rồi giờ mai mốt tôi về trển tôi ở với ai? Tại không ai để dành phòng cho tôi hết. Thôi không có giận mấy cái chuyện đó nữa. Gọi là thanh văn là duyên giác đó. Duyên giác là thấy người ta chết liên liên đó, giác ngộ. 2-3 ngày một Phật tử gọi thăm, hỏi thầy đâu mới về, dạ đi đám. Cái có một bữa anh Phật tử nói trời trời, sứ thầy sao chết dữ vậy. Tại vì cứ vài ba ngày phone thăm rồi ra thầy đi đám. Nói dạ chết làm gì nữa dữ. Chết hiền thôi. Rồi qua ví dụ vậy. Cái gì gọi là duyên giác? Thấy người ta khổ mình giác ngộ, thấy người ta chết mình giác ngộ, gọi là duyên giác đó. Cái duyên cho mình giác ngộ. Rồi bây giờ là có nhiều người vô nhà đám nha, đi vô nhà đám mà ngồi đó chỉ giữ mấy ông thầy, nghe mấy ông thầy tụng thôi, mà trong lúc mà nghe vậy có cái câu này sao trúng tôi quá ha. À, cái câu mà gì hồi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, nghe xong thấm phải không? Sang như là mấy bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng vậy, nghe xong tỉnh đạo. Cái trường hợp đó gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh thuyết pháp tụng kinh mà tỏ ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cũng là điều ba, nhưng mà ở mỗi trường hợp người ta giác ngộ bằng một phương thức nào đó. Thế nên tam bảo không được nói là một. Thế nào là khác? Lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo đều khác. Quý vị nhớ nha, lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo. Lúc mình mới phát tâm á, trời ơi sao hăng lắm, chưa biết gì hết á. Chưa biết gì hết á. Rồi mình tuyên bố một câu, dạ con mới tới, mấy chị mấy bác có gì chỉ dạy cho con. Lúc mới tới đó. Lúc mới tới là vậy nè. Nhưng mà sau thời gian là vậy nè. Thật nữa là lúc mới phát tâm mà khi đắc, trong khi tu. Trong khi đó là lúc phát tâm khi tu hành. Thật nữa nó nhiều khi mà không, trong khi tu mà không khéo đó, nó thua cái lúc mới phát. Chứ đừng nghĩ là mình tu 10 năm rồi mình sẽ hay hơn lúc mới phát. Nhiều khi mình sẽ dở hơn lúc mới phát. Tại vì lúc mới phát cái tâm mình rất thuần và rất tịnh.
Mình phát tâm xong rồi, giờ không phải là gì mà tóc mình nó sừng lên hết đó. Thành thử ra mới đầu cái ngôn từ của mình mới tu nó khác, sau một thời gian thấm nhuần ngôn từ rồi bắt đầu sử dụng ngôn từ nó khác. Cũng là nghe rất Phật Pháp nhưng mà câu nào câu nấy là nát như đậu hũ bóp. Và trong này Phật nói rất rõ, lúc phát tâm, khi tu hành, trong khi đắc đạo đều khác, có tính chất địa vị cũng khác. Dễ sợ chưa? Cho nên và thưa đại chúng là chỉ cần một hai đoạn kinh như vậy thôi là nó giúp cho mình ghê gớm lắm, và nó phá vỡ được cho mình, và nó thăng tiến được cho mình trên đường tu. Trong khi đắc đạo điều khác, tính chất, cái tính chất lúc mới tới, mới vào, cái tính chất ở một thời gian lâu, và trong khi không có địa vị mình ra làm sao, mà khi có địa vị rồi mình ra làm sao. Ví dụ giờ mình chưa có một cái địa vị gì hết, cái mình nói làm sao? Tôi là thiên lôi, ai sai đâu đến đó. Nhưng mình khi có địa vị rồi, ê biết ai không? Tại vì mình có địa vị rồi. Nguy hiểm lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài được chọn lọc và in vào một cái tập truyện của những nhà văn nổi tiếng về những câu chuyện được chọn lọc. Câu chuyện đó được viết bởi sư ông Làng Mai. Câu chuyện kể là có một anh chàng đó, ảnh còn nhỏ, ảnh sống với thầy trên núi đó. Và một hôm nọ đó, anh nghĩ rằng anh đủ sức để ra xuống núi để hành hiệp trượng nghĩa, mà người thầy thấy chưa được, cản. Nhưng anh dứt khoát, anh nói bây giờ con võ công thâm hậu rồi, xin thầy hãy cho con xuống núi để con dịp loạn trừ gian, phá tà hiển chánh. Anh đi một thời gian sau, anh mòn mỏi, anh trở về, anh xin lên núi được gặp thầy. Trong khi đó cửa chưa mở, anh mới tới cái bờ suối, anh rửa mặt. Bây giờ anh ngó xuống nước, trời ơi anh hết hồn, anh té xỉu. Tại vì bây giờ anh thấy trên mặt anh mọc nanh, mọc nanh mọc vuốt, mà ngày cái gương mặt hiền lành của thuở nào khi mà một người con trai xuống núi với cái ý tưởng là hành hiệp trượng nghĩa nó không còn nữa. Nanh vuốt nó mọc lên, mắt mày với nó trợn lên hết. Thì bây giờ cái câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người tu chúng ta. Mình mới vô chùa cũng giống như cái người thanh niên mới xuống núi vậy. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi, bắt đầu móng vuốt mình nó có hết, nanh rút mình nó ra hết. Thì câu chuyện đó là câu chuyện cho người, mỗi người chúng ta, chứ không phải một câu chuyện bình thường. Gọi là cửa tùng đôi cánh gài. Gài là gài lại đó. Quý vị lên Google, quý vị lên Google bấm cửa tùng đôi cánh gài. Nó chỉ có vài trang thôi, không có nhiều, câu chuyện ngắn thôi. Nhưng mà chính câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Đôi khi mình ngồi thiền vậy nè, chỉ có 15-20 phút mỗi đêm thôi, mình làm gì trong cái giây phút đó? Đơn giản thôi. Chỉ nhìn lại từ sáng giờ mình sống sao. Pháp Hòa chỉ yêu cầu đại chúng mỗi tối tụng kinh xong, ngồi thiền 15-20 phút trước khi mình đi xuống đó, làm cái việc đó đi. Từ sáng giờ mình sống, mình sống ra sao? Còn nói một cách đơn giản nữa, sáng giờ mình làm ăn ra làm sao? Mình hồi nãy mình lên mình tụng sám hối, mình tha thiết lắm, nhưng mà hồi nãy mình sống cả ngày hôm nay, mình đã hành xử thế nào, mình đã sống ra làm sao? Có nhiều khi mình hối hận, mình thấy một ngày nay mình sống hơi phung phí công đức, phước đức, lời nói của mình. Cái bắt đầu bây giờ cái khi mình khởi cái tâm hối hận, bắt đầu cái tướng đi nó khác rồi đó. Cái tai nó cung lại, nó nghiêm nghiêm đi xuống. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng mình là cái người rất là đầy đủ thì mình sẽ rất là tự hào. Cái câu chuyện mà cái người vợ mà thấy chồng mình là một cái người tiều phu đánh xe cho một ông quan thôi, mà ông quan ngồi trong xe ông vén màn lên,
Ông đi ngang thấy dân đi bộ, ông chắp tay, ông xá, dạ chào bác, chào anh. Còn cái anh tiều phu đánh ngựa, ngước mặt đi. Thì chiều lại bữa sáng đó bà vợ ông đi chợ, tình cờ thấy được cái chuyện đó. Bà về bà cuốn gói, bà đòi ly dị với ông. Ông mới hỏi tôi làm cái gì mà bà làm như vậy. Bà mới nói tôi hôm nay đi chợ, tôi thấy được cái hình ảnh của ông, tôi mắc cỡ, tôi xấu hổ quá. Tôi không thể nào tôi sống được với một người chồng hách như vậy, hống hách như vậy. Quan á, là cái người chủ ông, mà ông ngồi trên xe, ông vén màn ra, ông chào từng người đi qua. Còn ông chỉ là một cái người đánh xe thôi, mà ông ngẩng đầu ông đi, ông như là quan quyền trong huyện đó vậy. Thật sự bà vợ làm như vậy chỉ để khai thị cho ông thôi. Thì ông chồng thấy hối hận. Ông ta làm quan mà ta khiêm cung, còn mình làm lính mà mình coi như mình như là quan quyền vậy. Chính câu chuyện đó nó luôn luôn nói với mình là mình là gì? Mình không là, mình chỉ là cái người phụng sự. Pháp Hòa có giảng cái bài tiếng Anh đó, Joyful of the service. Mà cái hạnh của Phổ Hiền là gì? Chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con thấy được niềm vui của người chính là niềm vui của người, của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Cái câu đó là thích vô cùng. Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình làm được cho đại chúng là mình phải vui, chứ không có khổ đau. Là vì mình được làm. Chỉ có sợ là mai mốt mình không còn được làm. Pháp Hòa nhớ cách đây 10 năm, lúc ở Tây Thiên có một đêm đó, thường thường mấy đêm giao thừa Tây á, Pháp Hòa hay ở Tây Thiên, mà lúc đó chưa có chánh điện, chưa gì, còn ở cái nhà. Sáng hôm đó là ngày 1 Tây tháng 1, Pháp Hòa nhớ năm đó là 2008-09 gì đó. Thì có một buổi sáng mùng 1 Tết đó, tự nhiên Hòa thức. Và Pháp Hòa cảm thấy là mình muốn sống hơn bao giờ hết. Tại vì mình thấy mình còn quá nhiều cái tâm nguyện muốn làm, mà mình chưa muốn, mình muốn mình được sống để mình làm việc. Cho nên mình tự nhiên mình đi lên thắp. Mùng 1 nào Pháp Hòa là người đầu tiên thắp cây nhang cho Phật. Mà mình lại Phật ba lại trong cái ngày sáng mùng 1 đó, tự nhiên mình thấy một cái gì tràn ngập cái niềm vui hạnh phúc, và mình được sống và mình được làm việc. Có những lúc mình chán, mình không muốn làm lo ngày thường, nhưng mà có những giây phút cái tâm tư mình tự nhiên mình thấy mình thích được làm và muốn làm. Cho nên khi mình làm được cho ai đó, mình nói là mình được niềm vui trong con đường phụng sự. Lấy cái câu đó để mình để tâm. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là thay vì á, người này người kia chuyện này chuyện nhỏ, mình để tâm, để dạ, để lòng, và trong cái đó biết bao nhiêu những cái câu rất hay, chúng ta quên không để vào lòng cái đó, nó uổng đi. Nó rất uổng. Thí dụ như là nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Tại sao muốn để câu đó? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Biết bao nhiêu câu hay để trong dạ, trong tâm. Thì thế nào mình là một dũng sĩ mà không bị gió đời phong sương nó làm mình đổi tướng. Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài đó là muốn nhắc nhở chúng ta. Không khéo thì chúng ta không làm được gì cho ai, mà ngược lại chúng ta nanh vút, chúng ta đã mọc ra mà mình không hề hay biết. Tại vì mình đâu có cơ hội nhìn xuống dòng nước đâu. Nhìn xuống dòng nước là tượng trưng cho gì? Nhìn lại chính mình, soi lại chính mình. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong đại chúng mỗi ngày tụng kinh, ai đó thực hiện ngồi thiền, thì chúng ta hãy thực hiện một việc rất đơn giản là hãy soi lại mình. Chỉ hỏi mình một câu thôi: ngày hôm nay mình sống như thế nào? Từ sáng tới giờ mình sống ra sao trước khi mình đi ngủ? Thì nếu mình thấy rằng hôm nay mình cũng có nhiều câu quá đáng đó, nhiều câu quá đáng đối với em mình, đối với anh mình, đối với chị mình, vân vân, những người xung quanh, thì tự nhiên mình sẽ biết mình phải làm gì cho ngày mai. Và mình cứ tu như thế, cứ tu như thế, thì từ từ nhất định mình sẽ mòn được như những cái nanh vút của mình, nhờ cái dòng suối mà chúng ta mỗi ngày chúng ta soi rọi. Cho nên trong khi đắc đạo điều khác, và tánh chất địa vị cũng khác, thế nên gọi là khác nhau. Mà hãy là một vị Phật là tánh chất phải khác, phải không? Một vị phàm phu là tánh chất phải khác. Cho nên người mỗi người
Cho nên nhất nhất tại sao phải quy Phật? Vì quy Phật để xác định con quy y giác, không quy phàm phu. Tại sao phải quy pháp? Là vì con muốn xác định con quy y chân chánh chứ không quy y tà ngụy. Con phải quy y tăng để con trở về thanh tịnh hòa hợp mà tránh đi quy y thầy tà bạn dữ và những cái đoàn thể hay là sự không hòa hợp. Vì quy y tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Rồi tổ Lục Tổ Huệ Năng á, ngài chỉ nói có ba câu gọn thôi: quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh. Bởi vì Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Phải người nào mà sống được với cái chất giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh là quy y Tam Bảo. Thôi, tối nay mình dừng ở đây. Hôm khác mình học tiếp. Đại chúng, sau khi mình hồi hướng xong, quý vị nghỉ ngơi. Và ngày mai chúng ta sẽ có chuông báo thức lúc 5 giờ rưỡi. 6 giờ chúng ta ngồi thiền. 6 giờ rưỡi chúng ta tụng kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn tu thượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.